24. Còn ra thể thống gì nữa? Ra thể thống gì nữa? Vài tháng không luyện binh mà thành nắm cát rơi. Ngươi thả cô gái đó ra. Tướng quân, quấy là của tiểu nhân. Từ khi theo đại vương vào Xính Đô, tiểu nhân đã chiếm quấy. Bây giờ về Cô Tô, tiểu nhân muốn mang quấy về, nói bậy bạ. Trên đường gặp phải đại quân Tần Sở thì làm sao? Còn về được Cô Tô sao? Đại vương, để tiểu nhân mang quấy về. Đại vương, đại vương. Trình lên. Đại vương, Xính Đô ác sẽ trở thành biến lửa và cạm bẫy. Thần xin đại vương mau chóng từ bỏ Xính Đô, dẫn ba quân tới Hàng Ngọc Quan mai phục, hình thành thế gọng kịp với thần, có thể đánh bại liên quân Tần Sở. Ngô vương, một đám giặc sợ đốt cháy kho lương rồi. Bẩm báo đại vương, chỉ đã đám giặc nước Sở châm lửa đốt kho lương, lửa ngày càng lớn, bây giờ không cứu được nữa rồi. Chém hết, không tha một ai, tuân lệnh đại vương. Ngũ Tử Tư, có thần. Tôn Phủ nói thành Xính Đô sẽ biến thành biển lửa và cạm bẫy. Bảo quả nhân vứt bỏ Xính Đô đi quyết chiến với liên quân Tần Sở. Kế này thế nào? Đại vương, kho lương bị thiêu rụi rồi, sợ là chúng ta không bỏ lại Xính Đô được nữa. Thành của bảo quả nhân từ bỏ Xính Đô. Quả nhân nhìn về Xính Đô 10 năm, vừa bước vào Xính Đô đã muốn ta từ bỏ. Không, quả nhân sẽ không từ bỏ thành Xính Đô, không thể khiến thiên hạ chê cười. Nhưng đại vương, Sở Chiêu Vương Thân Bao Tư và Bồ Tử Hổ chắc chắn công chiếm thành Xính Đô. Thế thì đại chiến Xính Đô lần nữa. Quả nhân thà làm mồi nhữ lần nữa dẫn chúng tới đánh, vừa hay một công tiêu diệt cả liên quân Tần Sở, chém chết Sở Chiêu Vương. Thành lập tức truyền lệnh Tôn Vũ lập tức tới đây, quyết chiến với liên quân Tần Sở. Tuân lệnh đại vương. Xính Đô đã diệt, giờ nó là Xính Đô của quả nhân.
Y là có tin tức của Trường Khanh không? Trường Khanh xưa nay bày kế sách cho đại vương, bây giờ đổi thành Phu Khải này, hắn sẽ không tha cho Trường Khanh đâu. Quả nhân cùng các ái khanh cùng vui là chuyện tốt nhất thiên hạ. Giang Sơn xã tắc và mỹ nhân của nước Ngô, quả nhân muốn cùng hưởng với các ái khanh, cả những sơn hào hải vị này nữa. Nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì đại vương. Các ái khanh, đợi dẹp được Hạp Lương ngoài thăng quan tiến chức, ta sẽ có trọng thưởng. Khấu tạ đại vương. Được. Các ái khanh cứ ở đây vui hết mình. Quả nhân phải đi thăm Sở công chúa. Chuyện này Sở công chúa có công rất lớn. Công chúa, đại vương tới rồi. Khấu kiến đại vương. Xin đại vương nước Ngô đợi chút. Công chúa nước Sở đang chuẩn bị quà mừng cho đại vương. Xin thứ tội không thể quỳ xuống hành lễ. Công chúa không muốn quỳ lại quả nhân đúng không? Cũng được. Công chúa chuẩn bị quà gì cho quả nhân? Binh pháp tôn tử. Y La, muội từng ở trong quân, theo muội thấy quan hệ của Trường Khanh và Phu Khải thế nào? Thời gian Y La ở trong quân rất ngắn. Ta không hỏi muội thời gian dài ngắn, ta muốn biết quan hệ của họ ra sao. Theo Y La thấy, Phu Khải và tiên sinh là oan gia đối đầu sống chết. Đối đầu sống chết, phu nhân đừng kinh ngạc. Thật ra trong quân, Phu Khải và tiên sinh bề ngoài vẫn hòa thuận, không hề động dao kiếm. Nhưng Phu Khải nhiều lần lôi kéo dò la tiên sinh, đều bị tiên sinh từ chối quyết liệt. Phu Khải sao lại không ghi hận? Đây Phu Khải soán vị làm vương đã ở trong dự liệu của tiên sinh. Ta hiểu. Không cùng mưu thì là tử địch. Tại sao lại dân binh pháp của Tôn Vũ làm quà mừng quả nhân? Giấu quân ở ngoài địa hình là người giỏi thủ, tận dụng ngoài thế mạnh là người giỏi công. Như vậy ngôi vương mới ngồi vững được, không tới nỗi giả tràng xe cát. Giỏi thủ cũng được, giỏi công cũng được, đều cần thao lược. Vì vậy bổn công chúa chép lại binh pháp tôn tử dâng lên đại vương. Đại vương, ngài phong hầu bách quan đi theo ngài, nhưng lại quên mất Tôn Vũ. Phong hầu Tôn Vũ, nhưng hắn vẫn ở trong quân Hạp Lương. Y La, vừa lập tức đưa hai đứa nhỏ ra khỏi thành, tới La Phù Sơn tránh một thời gian. Điền địch. Phu nhân, chuẩn bị xe ngay, theo thiếu phu nhân lên đường. Dạ phu nhân. Muốn ta đưa hai đứa nhỏ đi à? Phải. Vậy còn phu nhân? Ta ở lại Cô Tô đợi Trường Khanh về. Y La cũng phải đợi. Đừng nói bậy. Y La, bây giờ Phu Khải soán vị thành Cô Tô, ắt có một trận chiến, hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chính vì như thế Y La càng không thể đi. Muốn đi thì cùng đi. Đại vương phóng tầm mắt nhìn, bên cạnh chẳng thiếu tướng mạnh, nhưng lại thiếu người giỏi mưu lược như Tôn Vũ. Nếu đưa được Tôn Vũ tới cạnh đại vương, sợ gì không phá được Hạp Lư? Chỉ có phá Hạp Lư, đại vương mới ngồi vững, ngồi lâu trên ngôi vương, mới ôm trọn Giang Sơn xã tắc của nước Ngô vào lòng. Được. Đợi sau khi quả nhân dẹp sạch Hạp Lư, nhất định phong công chúa làm hoàng hậu nước Ngô. Sợ gì ta bảo muội đi, không hoàn toàn vì muội, mà còn vì hai đứa nhỏ nữa. Một đứa là cốt nhục của tiên sinh, một là con của tướng quân thái giám nước Thái đã mất. Muội và ta đều phải dùng mạng bảo vệ chúng. Ta giao hai đứa nhỏ cho muội rồi,
có lẽ sẽ không có chuyện gì. Cho dù có chuyện gì, thì ta cũng từng trải qua, không có gì đáng sợ cả. Được rồi, đừng chần chừ nữa. Chúng ta mau thu dọn đồ đạc, càng đi sớm càng tốt. Nhanh chóng đi qua Hạ Ngọc Quan. Qua ải này, xính đồ chẳng còn gì đáng lo. Hạp lư ắt thành cá trong chậu. Thần Ái Khanh, sao Khanh này nhắm mắt? Hồi bẩm đại vương, thần không dám mở mắt. Tôn Vũ giỏi dùng mưu kế, chúng đang đuổi theo sau ta. Nếu Tôn Vũ và Hạp Lưu của Xính Đô bắt tay mai phục ở Hà Ngọc Quan này, chúng ta chắc chắn toàn quân bị diệt. Đại sở có phục quốc được hay không? Đại vương có thể vào Xính Đô được không? Mấu chốt ở nửa canh giờ này. Trời xanh có mắt thì phù hộ đại sở ta. Tất cả nghe lệnh. Chỗ này cách Hạ Ngọc Quan hơn 10 dặm. Ta đã xin đại vương dẫn ba quân mai phục ở Hạ Ngọc Quan, trước sau kèm kẹp liên quân Tần Sở. Phàm là kẻ dũng cảm xông lên luận công trọng thưởng, phàm là kẻ nhát gan lùi bước, giết không tha. Báo. Bẩm báo tướng quân, đại vương có lệnh. Lệnh tôn tướng quân mau chóng tới thành Xính Đô cùng đại vương tiêu diệt liên quân Tần Sở. Đại vương không dẫn quân tới Hà Ngọc Quan mai phục à? Đại vương không chịu từ bỏ Xính Đô để thiên hạ cười chê. Đại vương muốn quyết chiến ở thành Xính Đô. Sai rồi, sai rồi. Đại vương bỏ qua cơ hội tốt trời ban rồi. Nếu không mai phục với Hà Ngọc Quan tiêu diệt liên quân Tần Sở, chỉ sợ thành Xính Đô cũng chẳng giữ được. Không bỏ cũng phải bỏ. Đừng nói quyết chiến. Đại vương muốn ra khỏi thành Xính Đô e cũng khó rồi. Đại vương, đại quân đã qua Hạ Ngọc Quan. Mạo hiểm qua ải đã thành công. Tôn Vũ, ngươi cũng có lúc tính sai mà. Trời giúp ta. Truyền lệnh ba quân, đánh thẳng tới Xính Đô, chém chết Hạp Lư, phục hưng đại sở. Xuất phát. Y La, bồi đưa hai đứa nhỏ đi trước. Đợi tướng quân về, ta khuyên chàng cùng tới La Phù Sơn. Cho dù đi làm ruộng cũng tốt hơn ở đây làm quan. Đại vương giả đấu, mau lên. Hai đứa mau ra hậu viện, nhanh đi. Con không muốn. Đương à, con muốn xem phu khái đại vương trông ra sao. Có gì mà xem. Mau dẫn mùi mùi trốn đi, mau lên. Mau, y giao.
Lẽ nào Tôn phu nhân không biết quả nhân đã tới sao? Tại sao không ra ngoài đón tiếp? Đại vương, hai vị phu nhân đã trong đình viện cung hậu đại vương. Đại vương giả đảo là dám không quy. Không được vô lễ. Phu nhân, thiếu phu nhân, lâu rồi không gặp. Hai vị phu nhân sao không chịu nói? Bạch nữ không biết nên xưng hô với ngài thế nào. Xưng ngài là tướng quân, ngài đã không còn là tướng quân nước Ngô. Xưng ngài là đại vương, bây giờ Ngô vương đang cùng tướng quân Tôn Vũ đóng binh ở Xính Đô. Nếu xưng thẳng tên thì không tôn kính. Lần này ngài làm khó Bạch nữ và Y La rồi. Phu nhân nói rất phải à. Quả nhân luôn thân thiết với Trường Khanh, coi nhau là tri kỷ. Trường Khanh rời Cô Tô đã 18 tháng chinh chiến mệt nhọc. Quả nhân quay về Cô Tô đăng cơ làm vương, ngay lập tức tới thăm hai vị phu nhân. Hai vị phu nhân đừng phụ lòng tốt của quả nhân. Phu nhân, ngày ấy đang nói gì vậy? Sao Y La không biết trong các tri kỷ của tiên sinh nhà mình có người tự xưng là quả nhân? Tôn tướng quân ở Xính Đô xa xôi, bây giờ chỉ còn hai nữ nhân yếu đuối chúng ta. Nếu ngài đã tự xưng quân vương, ngài muốn sao thì là vậy. Nếu bây giờ ngài ra tay với chúng ta, không sợ thiên hạ chê cười sao? Đâu có. Theo phu nhân và thiếu phu nhân, quả nhân muốn bất chính với hai vị sao? Nhìn thấy chưa? Nếu quả nhân định lấy đầu hai người, đại vương uy phong quá, cần gì đích thân tới phủ? Đó là đương nhiên, ngài xưng vương rồi mà. Thiếu phu nhân Y La, chắc cô không quên quả nhân ở Xính Đô đi đạp thanh cùng Trường Khanh và thiếu phu nhân chứ? Mối duyên mật thiết giữa quả nhân và Tôn tướng quân cùng Tôn thị, mọi người đều biết từ lâu. Quả nhân cùng chung vinh nhục với các người, lẽ nào không phải sao? Còn nói đạp thanh, đó rõ ràng là cái bẫy, là ngài cố ý muốn chia rẽ tiên sinh ta và đại vương. Nếu ta biết đó là âm mưu của ngài, tuyệt đối sẽ không đi. Thiếu phu nhân hối hận rồi sao? Hối hận rồi. Hối hận bị ngài lợi dụng. Thiếu phu nhân bớt giận. Nay quả nhân phong Tôn Vũ làm đại tướng quân nước Ngô, thống lĩnh ba quân. Hai vị phu nhân đều có phong thưởng, đồng thời phái thêm binh mã bảo vệ cả phủ tướng quân an toàn. Không cần nhọc lòng đâu. Chúng ta không dám nhận. Hai vị phu nhân, chuỗi vòng ngọc linh lung này được làm từ ngọc Côn Sơn, là cống phẩm quân hầu nước Thái dâng lên. Hai người xem, vòng tròn nối tiếp thật là vật báu thế gian. Quả nhân định tặng nó cho tiểu công tử cầm chơi. Tấm lòng quả nhân rất rõ rồi. Đúng rồi, tiểu công tử đâu? Sao không thấy tiểu công tử trong nhà? Thằng bé không ở nhà, theo gia bộc tới La Phù Sơn thắp hương rồi. Không, con ở đây, con ở nhà mà. Tiểu công tử, ngươi nói quả nhân nghe, ngươi tên gì? Ta tên là Tôn Trì, ngài là đại vương hả? Chính là ta. Ta biết đọc binh pháp của cha ta. Tôn tử nói việc binh là chuyện lớn của quốc gia, nơi sống chết ắt có đạo tồn vong. Đại vương, ngài muốn dẫn ta đi đánh trận sao? Im miệng. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Quả nhân đăng cơ làm vương, đang cần dùng tới nhân tài. Tôn Trì, Tôn công tử, bây giờ quả nhân phong ngươi làm thị lang thiếu thái bảo. Trì nhi qua đây. Có gan
phu nhân, thiếu phu nhân, đừng lo lắng. Quả nhân sẽ không làm khó các ngươi. Quả nhân nể tình Tôn Ái Khanh, đã thấy Tôn công tử thần dũng thế này, mới sắc phong công tử. Thị lang thiếu thái bảo đã làm gì vậy? Chính là đi theo bên cạnh quả nhân, bảo vệ quả nhân. Có ai dám mạo phạm quả nhân, ngươi có thể một kiếm chém hắn. Nhưng ta không có kiếm. Cha ta có một thanh kiếm tốt, tên kiếm Nhạc Nữ, nhưng bị cha ta mang đi đánh trận rồi. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một thanh bảo kiếm. Quả nhiên không tệ. Phu nhân, công tử đã là quan triều đình thì phải đi theo quả nhân hưởng thụ bổng lộc rồi. Phu Khái, con trai ta còn nhỏ, ngươi thả nó ra đi. Tuy nó còn nhỏ nhưng là thị lang thiếu thái bảo, sao có thể rời xa quả nhân? Thiếu phu nhân, thị lang thiếu thái bảo không phải con phu, cô không cần lo lắng đâu. Đây là con trai của tiên sinh. Con trai của tiên sinh chính là con trai của Y Lan. Thiếu phu nhân, Tôn tướng quân ở trên Cô Tô Đài chém chết Mi Phi nương nương, cô có thể từ bỏ thù hận, nắm tay ân ái với Tôn tướng quân, khiến ta vô cùng kính trọng. Ta sai rồi, là khiến quả nhân vô cùng kính trọng. Đợi quả nhân ngồi vững Giang Sơn này, sẽ lập cho cô một đền thờ hiền đức. Không cần đâu Phu Khái tướng quân. Thiếu phu nhân, cô gọi nhầm rồi, nên gọi là Đại Vương. Ta không gọi sai, Phu Khái tướng quân. Hai chữ hiền đức bây giờ được nói ra từ miệng ngài thật có ý khác. Thế nào là đức? Phu Khái tướng quân nói cho Y La biết được không? Vốn là huynh đệ ruột thịt, lại vì ngôi vương chém giết lẫn nhau, đây là đức nên có sao? Thiếu phu nhân, cô tưởng quả nhân không biết sao? Quả nhân biết, đương nhiên biết. Chỉ là quả nhân không rảnh trả lời cô. Khởi giá, hồi cung. Chúng ta đi. Nương, chị Nhi, nương, con đi hộ giá cho đại vương đây. Con không được đi, con quay lại đây. Hai vị phu nhân, không cần lo. Ta sẽ chăm sóc tiểu công tử đàng hoàng. Chỉ cần Tôn Vũ tướng quân chịu quay về giúp quả nhân một tay, quả nhân sẽ ngồi vững thiên hạ này. Đó là chuyện vui biết mấy. Trì Nhi, Trì Nhi, con quay lại đây. Cha, đừng đi. Y Giao, cha. Cha, ta đi theo hộ giá cho đại vương rồi. Đợi ta về ta sẽ dạy bộ kiếm pháp. Không được đi, Trì Nhi quay lại. Cha, cha. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nương, nương. Tỷ tỷ tỉnh lại đi. Con trai ta đâu? Trì Nhi đâu rồi? Trì Nhi đâu Y La? Trì Nhi đi đâu rồi? Theo Phu Khái về cung rồi. Về cung? Tỷ tỷ đừng sốt ruột, nằm xuống đi. Tỷ tỷ, cho chàng viết binh pháp, cho chàng vẽ chiến trận này. Ta cho chàng vẽ này Tôn Vũ. Tỷ tỷ, bây giờ chàng trả lại con cho ta đi. Đây đều là tâm huyết của tiên sinh, không được xé tỷ tỷ à. Binh pháp vớ vẩn gì chứ? Tỷ tỷ đừng nóng. Tôn Vũ, chàng trả lại con cho ta. Đây đều là tâm huyết của tiên sinh không xé được. Y La, Trì Nhi mới 10 tuổi. 10 tuổi đã bị bắt đi làm con tin. Còn lẽ trời không? Tỷ tỷ, đừng chút giận đến binh pháp chiến trận. Đây đều là tâm huyết của tiên sinh, tỷ không xé được. Tỷ tỷ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi. Đợi Y La vào cung, đòi lại Trì Nhi cho tỷ. Đúng, Y La, bây giờ muội đi ngay đi, bảo cứu Trì Nhi về, nhanh đi. Không được, không được. Bây giờ vương cung là hang cọp, muội không được đi. Tiên sinh bảo muội về Cô Tô ngay, chắc chắn là sợ có kiếp nạn này. Cho dù là hang cọp, Y La cũng phải xông vào cứu Trì Nhi về. Trì Nhi là hương hỏa của nhà họ Tôn, là gốc rễ của Tôn gia mà. Đại vương, nếu ai dám mạo phạm đại vương, ta một kiếm chém chết hắn. Bây giờ ngươi nói ta biết, nếu cha ngươi mạo phạm quả nhân, ngươi có chém chết hắn không? Cha ta,
Sao cha ta lại dám mạo phạm đại vương? Ông ấy cùng một đại vương khác đi chinh chiến nước Sở rồi. Đường ta nói ông ấy còn lâu mới về. Cha người rất nhanh sẽ quay về Cô Tô thôi. Thật sao? Cha ta thật sự sắp về sao? Vào vị trí, đá, cung tên. Giết. Cung tên. Giết cho ta. Ném. Cung tên. Tiếp tục tấn công. Sống lên. Giết. Cung tên. Bắn. Tiếp tục tấn công. Đá. Hạp Lư, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tướng sĩ nước Tần, rút kiếm múa dao, giết. Mặc kệ bọn chúng, lên tường thành. Giết. Đại vương, bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc đều bị kẻ địch tấn công, thành Xính Đô đang rất nguy. Dùng 6 vạn quân thủ thành chống trả 6 vạn quân tấn công để bị phá thành à? Tại sao chứ? Đại vương, nào chỉ 6 vạn, bây giờ bọn chúng lấy 1 địch 10, biến thành 60 vạn đại quân rồi. Bách tính cả thành này cũng biến thành quân sĩ dũng mãnh rồi. Tôn Vũ, Tôn Vũ lại nói đúng rồi. Xính Đô quả nhiên biến thành biển lửa và hố bẫy. Chỉ còn Tôn Vũ mới cứu được quả nhân thôi. Bảo Bao tướng quân, Sở Chiêu Vương, Thân Bao Tư, Bồ Tử Hổ công đánh bốn phía tường thành, liên quân Tần Sở điên cuồng chém giết. Đại vương đã bị ép lên tường thành rồi. Hoàng Tiền Phong cũng biết nghe lệnh có mặt tướng. Ta dẫn 5.000 binh mã đánh qua Sở Chiêu Vương, ắt đi Bồ Tử Hổ dẫn quân Tần đánh với ta. Ta dẫn chúng đi, ngươi dẫn 1.500.000 người còn lại từ cổng thành Nam đánh vào thành Xính Đô, cứu đại vương và Ngũ tướng quân. Nhớ kỹ, không được hiếu chiến, nhanh chóng trở về Cô Tô. Tướng quân, sao lại tướng quân đi làm mồi nhử được? Mặt tướng bất tài tình nguyện, giả làm tướng quân đánh lạc hướng Bồ Tử Hổ. Đừng có nhiều lời, cứu đại vương quan trọng hơn. Chính vì cứu đại vương quan trọng hơn, tướng quân mới không được làm mồi nhử. Đại vương thề chết muốn giữ Xính Đô, chỉ có tướng quân mới khuyên được đại vương. Cho dù mặt tướng dẫn quân phá vòng vây, nếu đại vương không chịu đi thì phải làm sao đây? Cũng được, trận chiến bá cử Phù Khải giả làm đại vương dụ Năng Mã mắc bẫy, giờ ngươi giả làm ta dụ Bồ Tử Hổ đi. Ta đi công thành cứu đại vương đây. Rõ.
Làm lại đi. Đây là con trai của Tôn Vũ. Đúng thế. Con tin tốt nhất. Có nó trong tay, không sợ Tôn Vũ không tới cậy giờ quả nhân. Tôn Vũ giờ đang ở đâu? Quả nhân vừa nhận được tin tình báo, liên quân Tần Sở đã bao vây Hạp Lư, Ngũ Tử Tư ở Xính Đô. Tôn Vũ từ Nín Phường chạy tới cứu viện. Hạp Lư lệnh phù sai đi trước đánh về Cô Tô. Ngô Vương, phù sai ác độc, ngài nhất định phải cẩn thận, không thể để giả tràng xe cát. Công chúa yên tâm, quả nhân sẽ không quên. Quả nhân giúp cô cứu nước Sở, cô cũng phải cứu quả nhân. Ngài muốn bổn công chúa giúp như thế nào? Quả nhân đã phái tề đại nhân tới nước Việt, mượn Việt vương 3 vạn quân. Quả nhân đồng ý bồi thường 3 tòa thành trì Ô Cát. Việt vương xưa nay bất hòa với Hạp Lưu, nhất định đồng ý cho quả nhân mượn binh. Chỉ là đi tới đi lui cần 10 ngày. Vì thế quả nhân muốn mời công chúa mau về nước Sở, thuyết phục Sở Chiêu Vương và Thân Bao Tư. Dù như nào cũng phải giết chết Hạp Lưu. Cho dù không giết được cũng phải kéo chân hắn. Đợi quả nhân mượn được quân Việt phát binh tới kèm kẹp hai mặt, Hạp Lưu chắc chắn bại trận. Ngô Phương, kế này rất tốt. Công chúa lúc nào thì đi? Bẩm báo đại vương, thiếu phu nhân của tướng quân Tôn Vũ xin gặp. Ta đoán được cô ta sẽ tới. Bẩm báo đại vương, thiếu phu nhân của đại tướng quân Tôn Vũ xin gặp. Quỳ xuống, thiếu phu nhân mau quỳ xuống. Quỳ xuống, thiếu phu nhân quỳ xuống. Gặp quả nhân tại sao không quỳ? Phu khải tướng quân, sao phải tỏ vẻ kịch thượng để phô trương thanh thế? Người thật to gan. Đừng tưởng là thiếu phu nhân của Tôn Vũ cho quả nhân sắc phong và dám hỗn xược ở đại điện. Ta tới là thay tiên sinh nhà mình chuyển lời tới ngài. Tôn Vũ có lời muốn nói với ta. Đại tướng quân Tôn Vũ có lời muốn nói với quả nhân à? Nói nghe xem. Lời của tiên sinh nhà ta chỉ nói cho một mình ngài nghe được thôi. Có thật không? Nếu tướng quân không tin, có thể đích thân đi kiểm tra. Tới đây, đáng ghét. Tới đây. Thị lang thiếu thái bảo, đại vương có mạc tướng. Quả nhân lệnh ngươi cởi quần ra. Cởi quần làm gì? Ta không muốn đi đại tiện. Thị lang thiếu thái bảo, có mạc tướng, lẽ nào đến lệnh của quả nhân ngươi cũng không nghe à? Vậy đại vương mạc tướng cởi nha. Cởi. Phu khải tướng quân, ta phải mang nó về thôi. Di nương, người đưa con đi đâu vậy? Đi, ta đưa con về nhà. Con không về, con là thị lang thiếu thái bảo đại vương phong, con không về nhà đâu. Trì Nhi, nghe lời đi. Ngô Vương, sao ngài lại nghe lời Y La thả con trai Tôn Vũ vậy? Dịch. Cái gì?
Chu Dịch. Chu Dịch. Thiếu phu nhân chuyển lời của Tôn Vũ. Tôn Vũ nói Chu Dịch được diễn dịch từ rắn mối đổi màu. Nếu ai dồn con trai hắn vào cảnh nguy khốn, Chu Dịch cũng sẽ dồn người đó vào chỗ chết. Ta xưa nay đều tin Chu Dịch. Ta xưa nay đều tin Chu Dịch. Chẳng trách Tôn Vũ dụng binh huyền diệu như thế. Trên người con trai hắn có Chu Dịch. Nếu ngài đã tin Chu Dịch, thả con trai của Tôn Vũ về, Chu Dịch sẽ bảo vệ ngài sao? Bây giờ ngài nên lập tức bố trí đại thần chống Hạp Lư về Cô Tô. Ta sẽ quay về xin Chiêu Vương cứu viện ngài. Công chúa, phải cứu lấy Phu Khái. Các người để ta ra ngoài, ta phải tới vương cung tìm con trai ta. Để ta đi. Con ơi, nương, con về rồi. Nương, con không muốn về, con muốn đi theo đại vương. Không được, nương không cho con đi đâu hết. Công chúa thật sự muốn quay về làm vương hậu sao? Người xem Phu Khái giống đại vương không? Ông ta lại luôn thèm muốn mình là đại vương, còn cứ của ta. Nhãi ranh không đủ mưu mô. Y La mới nói vài câu đã dọa hắn mất cả hồn. Như vậy làm sao nên nghiệp lớn đi? Cha, huynh về rồi. Nương khóc ngất vì huynh đó. Ta không muốn về đâu. Là di nương kéo ta về đó. Đại nói bậy rồi. Bụi bụi, dùng cách gì để Phu Khái đó thả Trì Nhi về thế? Vừa hay ta theo tiên sinh học Chu Dịch vài ngày, dùng tới rồi. Phu Khái tin Chu Dịch, có thể quyết định phúc họa chỉ trong chốc lát. Sở công chúa tới. Sở công chúa tới. Cô ta tới đây làm gì? Y La, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phu nhân, sợ công chúa có lễ. Bạch nữ đáp lễ sợ công chúa. Phu nhân đừng trách ta tới làm phiền. Bởi vì ta luôn sùng bái binh pháp của Tôn tướng quân. Rất hiếu kỳ sao ngày ấy viết ra được. Nhiều năm trước ở Trung Ly, ta từng may mắn gặp ngày ấy. Lúc đó, ta đã biết ở thành Cô Tô có một đình viện, một phủ đệ thế này. Nơi này có phu nhân và công tử, khiến Tôn tướng quân nhớ mãi không quên. Nhưng bây giờ Trường Khanh mắc kẹt trong quân không được về nhà. Binh pháp đó dùng để chinh chiến thiên hạ chắc còn có chút tác dụng, nhưng đối với nhà ta mà nói thì lại là họa. Phu nhân nhìn nhận binh pháp của Tôn tướng quân như vậy lại vượt qua người bình thường nhiều. Y La, cô nói có phải không? Y La, nên gọi cô là thiếu phu nhân. Tại sao thiếu phu nhân lạnh nhạt với ta như vậy? Lẽ nào thiếu phu nhân đã quên chúng ta cùng đi đạp thanh ở Xính Đô à? Đó không phải đạp thanh gì cả, là người và Phu Khái gài bẫy ta và tiên sinh.